Oh, shit.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quậy sao? Quả dưa của em bán lấy cân nước. Đây bán quả to. Thank you.
Thế con lên xong rồi. Cái quần số 3, cháu nhìn lại chỗ của cô. Cái gì đó nhập ở cái góc rồi. Có cái này. Đây số 5 rồi. Cô nhìn nó to to, cô nhìn cô biết. Thank you.
nhiệt yếu là ta sẽ mù. Ừ, thả thẳng ra á. Thả thẳng ở đâu? Nhắc luôn thì được, đánh ra. Yeah.